đất dòng trời, quý tâm vật chất khắp nơi tung hoành, trên có Mỹ dưới có tình, trung tâm vật chất sánh cùng Trương Anh, bình luận viên Anh Hùng dành tặng cho đội bất xã. Trung Huy tặng thưởng cho cầu thủ nào đoạt của cầu thủ bắn xá lên hai công là 1 triệu, rất nhiều. Rồi dành cho thủ bắn xá. Lại một lần nữa, tiếng nghi đưa cho đội các cổ động viên của bắn xá lên đỉnh. Một tình huống tại nhà anh vẫn bất ngờ. Tỷ số hiện tại là 3-0 trong